Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Gieo gió gặt bão, nương trên Kinh Thánh sự ký nhì, chương 22, câu 1 đến câu 9. Dân cư thành Jerusalem lập Achazia con trai út của Joram làm vua thay vì người. Vì đạo quân đến với dân Ả Rập xông vào trại quân đã giết các con trai lớn hơn người. Ấy vậy, Achazia con trai Joram vua Juda lên ngôi làm vua. Achazia được 22 tuổi khi người tức vị. Người cai trị một năm tại Jerusalem. Tên mẹ người là Athali, con gái của Omri. Người cũng đi theo các đường lối của nhà Ahab, vì mẹ người là kẻ bày mưu dục người làm điều ác. Người làm những điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va như nhà Ahab đã làm. Vì sau khi vua cha qua đời, nhà Ahab làm kẻ bày mưu cho người, gây cho người bị bại hoại. Người cũng theo mưu trước của chúng mà đi với Joram, con trai Ahab, vua Israel, đến Ramoth tại Galaad, đặng tranh chiến cùng Hazael vua Syri. Dân Syri làm cho Joram bị thương. Người bèn trở về Gitrein, đặng chữa lành các vết thương người đã bị tại Rama khi đánh giặc với Hazael vua Syri. Achazia con trai Joram vua Juda đi xuống Gitrein đặng thăm bệnh Joram con trai Ahab. Việc Achazia đi đến cùng Joram bởi ý Đức Chúa Trời và gây cho người bị bại hoại. Vì khi người đến tận nơi, bèn cùng Joram kéo ra đánh Jehu, con trai Nimshi, là người Đức Chúa Trời đã sức dầu cho, đặng trừ diệt nhà Ahab. Xảy đương khi Jehu trừ diệt nhà Ahab, lại gặp được các quan trưởng Juda và các con trai của anh em Achazia vẫn phục sự người, thì liền giết chúng nó đi. Người cũng tìm Achazia đương ẩn tại Samari, người ta bắt người, dẫn đến cùng Jehu, rồi giết người đi. Đoạn họ chôn người vì nói rằng hắn là con trai của Josaphat, tức người hết lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Trong nhà Achazia chẳng còn ai có thể giữ quyền cai trị nước được. Câu gốc của bài học là chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Galati chương 6 câu 7. Câu hỏi suy ngẫm: vì sao vua Achazia đi theo các đường lối ác của nhà Ahab? Hậu quả là gì? Bài học cảnh tỉnh bạn những gì trong cuộc sống? Thưa quý vị, vua Achazia của vương quốc Juda lên ngôi lúc 22 tuổi và chỉ cai trị được một năm. Ông là con trai út của vua Joram, mẹ vua là bà Athali, con của vua Ahab và hoàng hậu Jezabel khét tiếng gian ác. Vua Achazia cũng đi theo các đường lối của nhà Ahab như vua cha, vì mẹ người là kẻ bày mưu dục người làm điều ác. Theo câu 3, vì nghe theo mưu ác của mẹ, nên vua đã làm những điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va như nhà Ahab đã làm. Hơn nữa, sau khi vua cha băng hà, vua Achazia đã bị những cố vấn từ nhà Ahab bày mưu tính kế khiến vua đi đến chỗ diệt vong. Vì nghe theo mưu kế của họ, nên vua đã liên minh với cậu mình là vua Joram của Israel kéo quân đến Ramoth, Galaad để tấn công vua Syri. Trong trận chiến đó, vua Joram bị thương. Sau khi trở về, Chúa đã khiến cho vua Achazia đi thăm vua Joram đang chữa trị các vết thương ở Gitrein. Tại đây, vua Achazia đã bị tướng Jehu đang thi hành sự phán xét nhà Ahab bắt và giết chết. Vua Achazia có kết cuộc như vậy vì đã chịu ảnh hưởng xấu bởi gia đình và những người xung quanh mình, nên phải chịu sự đoán phạt của Chúa. Vua Josaphat, người hết lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va, là ông nội của vua Achazia, đã sai lầm khi kết thông gia với nhà Ahab để cho con gái của vua Ahab
là bà Athali xâm nhập vào trong gia đình mình. Hậu quả là con trai của vua Josaphat là vua Joram đã theo điều nhà Ahab đã làm. Theo Sử ký nhì chương 21 câu 6, làm điều ác và giết hết các em mình nên bị Chúa đoán phạt phải chết trong đau đớn. Theo Sử ký nhì chương 21 câu 19, cháu nội của vua Josaphat là vua Achazia cũng bị ảnh hưởng xấu của bà Athali mà làm điều ác và bị giết chết đến nỗi trong nhà Achazia chẳng còn ai có thể giữ quyền cai trị nước được. Theo câu 9, lời Chúa dạy chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Theo Galati chương 6 câu 7, một sai lầm dù nhỏ của hôm nay sẽ phải trả giá đắt và dài lâu trong tương lai. Một nếp sống thỏa hiệp với thế gian và tội lỗi ngày nay có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc, và hậu quả ấy sẽ kéo dài trong cuộc sống của chính mình cùng dòng dõi mình. Bài học hôm nay cảnh tỉnh mỗi chúng ta hãy hết lòng đi theo đường lối Chúa, vâng phục lời Chúa dạy, làm theo điều thiện và noi gương những người tiên kính để gặt được phước hạnh lâu dài cho bản thân, gia đình và dòng dõi của mình. Muốn vậy, chúng ta phải thường xuyên đọc và học Kinh Thánh để lời Chúa dẫn dắt cuộc sống chúng ta mỗi ngày. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin lời Ngài soi sáng và dẫn dắt con đi theo đường lối Ngài. Xin cho con luôn vâng phục Chúa để nhận lãnh ơn phước Chúa ban, chứ không phải sự bại hoại cho bản thân và gia đình. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có đang chịu ảnh hưởng bởi quan niệm sống của người thế gian không? Gieo gì gặt nấy ai ơi, gieo gió gặt bão là lời khắc ghi. Những đường gian ác chớ đi, hãy học lời Chúa kiên trì siêng năng. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.